Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 27 tháng 2, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh Ngô Thị Dung và Mai Thị Thanh Nga, học sinh lớp 11B3, trường Trung học phổ thông Phổ Yên. Đây là hai học sinh đã có thành tích xuất sắc đột xuất, nhặt được tiền và trả lại người bị đánh rơi. Trước đó, như thông tin Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phản ánh, khoảng 13 giờ 45 phút ngày mùng 7 tháng 2, trên đường đi học, em Ngô Thị Dung và em Mai Thị Thanh Nga, học sinh lớp 11B3 trường Trung học phổ thông Phổ Yên, đã nhìn thấy một cọc tiền rơi ven đường. Sau khi nhặt được tiền, hai em học sinh đã thông tin đến nhà trường để tìm và trao trả tiền cho chủ nhân. Cũng trong ngày mùng 7 tháng 2, toàn bộ số tiền 70 triệu đồng đã được trao cho chủ nhân là ông Nguyễn Văn Vân, trú tại thôn Nam Đô, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của hai học sinh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cần được lan tỏa cũng nhân dịp này lãnh đạo thành phố phổ yên đã trao tặng giấy khen cho hai học sinh vì những thành tích xuất sắc đột xuất trên